Đây là chị Hương, chị vừa mới xây xong cho mình ngôi nhà mơ ước và phần quan trọng nhất bây giờ là một không gian bếp sang trọng, hiện đại và tinh tế. Chị Hương đã được một người bạn giới thiệu đến showroom Dudop Kitchen Art, nơi cung cấp giải pháp thông minh hoàn hảo cho các thiết bị nhà bếp chuẩn mực hoàng gia đầu tiên tại Việt Nam. Dudop Việt Nam là đối tác chiến lược và là đại diện duy nhất phân phối độc quyền cho thương hiệu Dudop London đến từ Anh Quốc. Tất cả những dòng sản phẩm của Dudop London đều minh bạch nguồn gốc xuất xứ và 100% hàng hóa được sản xuất và lắp ráp tại châu Âu theo tiêu chuẩn chất lượng của các nước G7. Dudop tại Việt Nam phân phối chính thức 3 dòng sản phẩm chính của thương hiệu Dudop London, Royal, ấn tượng mạnh mẽ với những sản phẩm đỉnh cao của công nghệ. Star, được châu chuốt tỉ mỉ và sắc sảo trong từng đường nét thiết kế hài hòa và độc nhất. Legend, dòng sản phẩm tinh tế bất hủ theo thời gian. Dudop London được biết đến ở Anh Quốc như một thương hiệu với những sản phẩm xuất sắc được chế tạo thủ công và được thiết kế đặc biệt dành riêng cho những nhân vật nổi tiếng và giới quý tộc thượng lưu. Sự khác biệt từ kỹ thuật sản xuất hiện đại, sự tinh xảo trong từng đường nét thiết kế sản phẩm đến sự chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ và chăm sóc khách hàng là những giá trị mà khách hàng cảm nhận về Dudop London. Khách hàng đến với Dudop London luôn được hướng dẫn tận tình về cách thức chọn lựa, lắp đặt cũng như sử dụng và bảo trì sản phẩm một cách tốt nhất. Thiết kế không gian bếp cho khách hàng cũng là một công đoạn không thể bỏ qua để chị Hương có thể dễ dàng biết được kết quả cuối cùng của mình sẽ như thế nào. Và Dudop London cung cấp trọn gói thiết kế không gian bếp cho chị với giá 0 đồng. Sau khi lựa chọn xong thì các bước thanh toán vô cùng đơn giản. Sản phẩm của Dudop được giao hàng nhanh chóng và đương nhiên là phần lắp đặt cũng sẽ được thực hiện tới khi đạt được độ hoàn hảo cao nhất. Đúng vậy, với sự chăm sóc tận tình của Dudop London tại Việt Nam, mỗi khách hàng nói chung và chị Hương nói riêng đều cảm thấy được sự hài lòng vì mỗi không gian bếp là một câu chuyện và mang một phong cách riêng của mỗi gia đình. Ở đó, luôn rộn ràng những tiếng cười và ngập tràn tình yêu thương.